Xin chào tất cả các bạn nhé. Những bạn nào mà đang dùng điện thoại iPhone, mình nghĩ rằng các bạn nên quan tâm đến cái tính năng mà mình sắp lên sau đây. Đó là cái tính năng chế độ Night Shift ở trên điện thoại iPhone. Khi mà các bạn bật tính năng này cũng như là các bạn sử dụng tính năng này thì các bạn sử dụng điện thoại, cái ánh sáng xanh của điện thoại nó sẽ làm dịu đi cái ánh sáng xanh của điện thoại, thì giúp cho mắt của các bạn được bảo vệ tốt hơn. Thì bạn nào chưa biết hoặc là đang quan tâm đến cái tính năng này, các bạn cùng theo dõi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật và cách sử dụng tính năng này nhé. Thì để bật được cái tính năng Night Shift ở trên điện thoại iPhone thì có hai cách các bạn bật như sau nhé. Cách đầu tiên, các bạn hãy vào cho mình mục cài đặt này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn xuống cho mình là cái mục là màn hình và độ sáng. Ok. Thì các bạn kéo xuống nhé, ngay cái mục ở phía dưới phần độ sáng này. Đây chính là cái chế độ Night Shift. Đó, các bạn chọn vào, như của mình đang tắt đây. Thì có cách bật như sau. Các bạn nhìn xuống phía dưới này có cái phần là nhiệt độ màu. Ở bên tay trái mình là phần mát hơn, ở bên tay phải là phần ấm hơn. Nếu mà các bạn chọn phần mát hơn thì cái ánh sáng của nó sẽ là cái ánh sáng màu xanh nhiều hơn. Đó, thì cái phần này thì nó đang để mức cân bằng ở giữa, tức là nó đang cân bằng. Còn nếu mà bạn nào mà đang sử dụng điện thoại vào buổi tối, tức là ban đêm nhiều ấy, các bạn hãy chọn cho mình là ấm hơn. Thì nó sẽ có cái phần là đây này, có cái phần là ấm hơn này, này. Đấy. Đó, mình di chuyển tay đây này, các bạn sẽ nhìn thấy cái nhiệt độ màu của nó nhá. Đấy, cái này là mát hơn này, đấy, ấm hơn nhá. Tương tự như vậy. Đấy, thì các bạn thấy cái mức nào nó hợp với các bạn thì các bạn sẽ nhấn ở đó. Và các bạn sẽ chọn cho mình là đầu tiên là theo lịch trình này. Ví dụ các bạn sẽ thường sử dụng là từ 22 giờ bắt đầu các bạn sẽ cần này đến 7 giờ sáng, hoặc là các bạn muốn tùy chỉnh chẳng hạn. Từ sớm hơn các bạn chọn từ 7 giờ nhé. Đấy, ví dụ như các bạn sẽ chọn từ 7 giờ này, 19 giờ chẳng hạn. Đây, 19 giờ tối chẳng hạn. Đấy, bắt đầu từ lúc 7 giờ các bạn chọn vào. Đấy, tắt cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Đấy, các bạn chọn vào, ví dụ như mình theo lịch trình như thế nhé. Các bạn chọn này. Ok. Ngoài ra thì các bạn sẽ có cái phần là bật thủ công đến ngày mai, các bạn chọn vào. Đấy. Thì khi mà các bạn bật như thế này, tức là bật thủ công nhá. Mình đang bật như thế này là không theo lịch trình. Còn các bạn muốn theo lịch trình thì các bạn hãy tự động hẹn giờ như thế này. Thì các bạn không cần phải bật thủ công. Nếu mà bạn đang tắt như thế này nhá, thì các bạn chọn bật thủ công thì nó sẽ tự động bật thủ công. Bật thủ công này có tác dụng gì? Tức là khi các bạn muốn bật vào lúc nào, các bạn bật, các bạn tắt lúc nào thì các bạn tắt, không cần phải theo lịch trình. Còn ví dụ ban ngày thì các bạn có thể là không cần, hoặc là các bạn chỉ cần buổi tối thì các bạn hẹn lịch trình này cho mình nhé. Cái cách thứ hai để các bạn có thể bật cái chế độ Night Shift này, các bạn sẽ vuốt cái thanh xuống này, thanh Control Center xuống. Các bạn sẽ nhấn giữ vào cái phần là biểu tượng là độ sáng màn hình này này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, tăng giảm độ sáng này. Các bạn nhấn giữ vào. Đấy, nhấn giữ vào. Thì ngay lập tức ở cái phần phía giữa này nó cũng có chế độ là Night Shift. Đấy, các bạn bật vào như này thì ngay lập tức cái chế độ Night Shift nó sẽ hiển thị lên. Đấy, ví dụ như mình đang dùng như này nhá. Đấy, tức là cái nền của mình nó đang đã thành màu vàng này này. Các bạn nhìn chưa? Hơi vàng vàng. Các bạn muốn tắt lại thì các bạn sẽ nhấn vào, các bạn tắt đi. Đấy, nó sẽ chuyển sang màu bình thường. Đó. Thì cái chế độ Night Shift này mình cũng đã nói rồi. Và nếu bạn nào chưa biết thì các bạn cũng có thể tìm hiểu ở trên trang web, những cái trang nó sẽ nói rõ về cái chế độ Night Shift này. Đó, nó sẽ gây tốt cho mắt nhé, nó sẽ giúp cho mắt của các bạn nó đỡ bị ánh sáng xanh của điện thoại. Khi các bạn dùng, bạn nào mà công việc dùng điện thoại nhiều thì các bạn nên bật cái chế độ Night Shift này cho mình nhé. Rồi, thì đó là tất cả các bước để các bạn sử dụng tính năng Night Shift ở trên điện thoại iPhone. Và các bạn nếu thấy cái tính năng này cực kỳ hay và thấy hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy theo dõi các bước của mình và thực hiện và bật nó mỗi ngày để các bạn sử dụng nhé. Và đừng quên chia sẻ và like video. Có câu hỏi nào các bạn bình luận phía dưới phần video giúp mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.